Xin chào tất cả quý cô bác và anh chị. Hôm nay Diode.vn em sẽ hướng dẫn anh chị lắp đặt khóa cửa vân tay thông minh lên những chiếc cửa gỗ truyền thống như thế này. Nội dung chính của video hôm nay gồm có 3 bước. Bước đầu tiên là em sẽ hướng dẫn anh chị chuẩn bị những cái dụng cụ cần thiết để lắp đặt khóa vân tay. Bước thứ hai, em sẽ hướng dẫn anh chị là đo đạc và khoét khoan những cái lỗ để lắp đặt khóa vân tay lên cửa gỗ truyền thống. Bước thứ ba là em sẽ hướng dẫn anh chị cách thêm vân tay này, thêm thẻ từ và cài đặt mật khẩu cho chiếc khóa vân tay thông minh này. Trong video hôm nay thì bên em sẽ sử dụng chiếc khóa vân tay thông minh dành cho cửa gỗ và cửa đại hội. Khóa cửa vân tay thông minh này hiện đang được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Diode Việt Nam. Anh chị quan tâm đến khóa vân tay thì chị hãy click vào đường link ở dưới phần mô tả để xem những mẫu khóa vân tay khác. Bước đầu tiên trong cái video ngày hôm nay là em sẽ hướng dẫn anh chị chuẩn bị những cái dụng cụ cần thiết. Trong cái bước chuẩn bị đầu tiên này thì anh chị hãy chuẩn bị cho em cái mặt bằng thi công nó sạch sẽ. Sạch sẽ là như thế nào? Đối với những anh chị nào lắp đặt khóa vân tay dành cho cửa gỗ mới thì không sao. Còn đối với những anh chị mà lắp đặt cho cửa đã lắp khóa cơ truyền thống nổi thì anh chị cần tháo những cái khóa cửa và phụ kiện cũ ra cho em để chúng ta tiến hành lắp đặt cái khóa vân tay lên. Bây giờ em sẽ thực hiện là lắp cái công cụ hỗ trợ lên để khoan lỗ cho nó thẩm mỹ và chính xác nhất. Sau khi em tiến hành lắp cái bộ công cụ hỗ trợ khoan này lên, bây giờ em sẽ tiến hành đo để khoan sâu bao nhiêu. Đo thì chiều sâu thì đúng bằng cái chiều sâu của cái lõi khóa cửa này luôn. Em sẽ đặt vào đây. Em vít, em cố định cái cửa này lại. Đấy, tức là khi chúng ta khoan vào hết cỡ thì nó cũng chỉ bằng cái chỉ bằng cái chiều sâu của cái chiều dày của cái lõi cửa này thôi. Sau khi cố định xong cái chiều sâu rồi thì bây giờ em sẽ tiếp tục cố định thêm cái chiều cao của nó nữa. Sau khi em cố định chiều sâu và chiều cao rồi thì bây giờ cái cữ này nó chỉ lên được đến đây là hết cỡ thôi. Đấy. Anh chị hoàn toàn là không sợ khoan có hay là khoan hụt cả. Bây giờ em sẽ tiến hành nắp cái này khoan vào để em khoan nhé. Sau khi chúng ta khoan lỗ xong thì bây giờ chúng ta sẽ tỉa lại những cái phần xung quanh để cho nó đẹp hơn và cho nó cái lõi khóa nó không bị vướng anh chị nhé. Và sau khi chúng ta khoét lỗ xong cho cái lõi khóa cửa, chúng ta khoét lỗ xong lắp vào vừa vặn như thế này rồi thì chúng ta tiếp tục là chúng ta đặt sang bên mé này để chúng ta đo khoét những cái lỗ để lắp lõi khóa này, lắp chìa khóa này anh chị nhé. Em sẽ đánh dấu vào đây. Anh chị nhớ căn cho em là cái G bên ngoài ấy, thì nó phải ngang bằng với lại cái mình vừa đục anh chị nhé. Anh chị căn như thế xong, anh chị đánh dấu ở những vị trí của lõi khóa cửa này. Ở đây em đã đánh dấu rồi, vị trí này. Đấy. Anh chị có thể đánh dấu bằng bút bi hoặc là bút xóa để cho nó nhìn rõ hơn anh chị nhé. Như thế này là em đã đục xong cái vị trí lõi cửa và vị trí mắt ốc DJ anh chị nhé. Em sẽ tháo cái công cụ hỗ trợ này ra. Anh chị nào mà không có thì anh chị có thể là nhờ những bác thợ đục ở xung quanh khu vực chúng ta sinh sống. Đây là cái lõi khóa khi em đục xong ấy thì là nó sẽ vừa khít như thế này. Ở đây thì có các vị trí chính như sau. Ở vị trí trên cùng là vị trí ốc và DJ. Vị trí thứ hai đây là vị trí chốt chính của khóa. Vị trí thứ ba đây là vị trí để cắm chìa khóa cơ. Và vị trí thứ tư là vị trí chốt riêng tư. Vị trí thứ năm là vị trí ốc ở phía dưới anh chị nhé. Bây giờ sẽ ướm và lắp luôn cái tay nắm cửa phía ngoài vào. Ở phía tay nắm cửa phía ngoài thì nó sẽ có là
dây và cái ốc này chị nhá. Anh chị có thể cắm vào đây như thế này. Đấy. Bây giờ thì em sẽ nắp cái chốt chìa khóa cơ này trước, rồi em sẽ nắp cái tay nắm ngoài vào. Khi anh chị nắp cái này vào xong rồi, nắp cái lõi khóa vào xong rồi thì anh chị sẽ lắp cái phần khóa cơ vào để chúng ta ướm, chúng ta cắt anh chị nhé. Là sau khi anh chị lắp xong cái lõi khóa cửa chính vào thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp tay nắm ngoài vào nhé anh chị nhé. Anh chị ở đây thì anh chị sẽ cắm đi dây vào này, cắm dây vào bên trong cái vị trí ốc trên và ốc dưới thì anh chị cho đúng vào cái vị trí khoan đã khoan anh chị nhé, khoan trên và khoan dưới này. Ở phần trong thì cái đệm này anh chị lắp đúng chiều cho em nhé, nó sẽ có chiều trên và chiều dưới đấy. Những lúc mà lắp vị trí như thế này ấy, thì anh chị cần thêm người hỗ trợ thì cho nó đơn giản hơn cũng được anh chị nhé. Khi đắp thì anh chị cũng căn chỉnh luôn để cho cái vị trí khóa cửa nó song song với lại cái mặt gỗ anh chị nhé. Sau khi chúng ta lắp được mặt nắm tay ngoài, lõi khóa cửa và mặt bích tay trong thì chúng ta tiến hành lắp tay trong của khóa vào nhé. Ta cắm rắc vào. Ở đây có phần các phần chốt này thì chúng ta lưu ý là lắp cho nó, cắt cho nó vừa đủ, không cắt ngắn quá, không cắt dài quá. Phần dây thừa thì chúng ta đổi đẩy vào trong lỗ. Sau khi lắp xong thì chúng ta nhớ lắp những cái bít ốc lại để cho thẩm mỹ nó cao hơn nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần cánh chính và chúng ta lắp pin vào. Như thế này là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần bên cánh cửa chính. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sang bên cánh cửa phụ để lắp. Ở bên phía phần cánh cửa phụ thì chúng ta đục lỗ theo cái lẫy mà kèm theo khóa anh chị nhé. Chúng ta sẽ dùng những cái công cụ đục hoặc là chúng ta dùng cái đục tay thông thường anh chị nhé. Đây em đã đục sẵn rồi. Khi đục anh chị chú ý là nhớ để đo vừa với lại cái bên tay chính nhé. Khi chúng ta đục ở bên phía phần cánh phụ, khi chúng ta đục ở phía bên phần cánh phụ thì chúng ta nhớ ướm với lại phần cánh chính để khi đóng vào nó sẽ ăn khớp. Cái vị trí chốt này sẽ ăn khớp với những cái vị trí lỗ này anh chị nhé. Ở đây em đã đục sẵn rồi. Bây giờ em sẽ bắt vít vào để chúng ta test khóa luôn. À. Như thế này thì em đã lắp xong phần mặt đón khóa ở bên phía cánh phụ. Bây giờ em sẽ thử xem là nó đóng ăn khớp hay chưa nhé. Như thế này thì mặt bên phía chính và bên phía phụ đã ăn khớp với nhau. Trên đây em đã hướng dẫn anh chị lắp đặt xong bộ khóa cửa vân tay. Cái phần hướng dẫn cài đặt chi tiết vân tay và mật mã thì em sẽ để cái phần cái video riêng để anh chị có thể dễ hình dung và dễ làm theo hơn. Video em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Điếu Việt Nam. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, anh chị hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên phía tay trái hoặc bên phía tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.